36 chị nhâm đỗ này. À có một xe 36 chị nhâm đỗ này. Ok chị nhâm đỗ có đơn hết 36, em còn 45 thôi. Em còn 34 35 thôi. Em còn 34 35 thôi. A50 xe 37. A50 xe 37 chị Lanh Duyên này. Ok chị Lanh Duyên nhá. Ok chị Lanh Duyên rồi, đơn chị Lanh Duyên. Em còn 34 và 35 chị nào lấy thì comment luôn cho em Thảo nhá. Ôi xay tất cả các góc luôn để cho các chị nhìn luôn. 34 38 em hết rồi, chị Uyên Trần dự bị cho em Thảo nhá. 5138 em hết rồi, chị Uyên Trần dự bị cho em Thảo với ạ. Chị Uyên Trần dự bị cho em Thảo nhá. Đấy, xoay tất cả các góc để cho các chị nhìn đấy này. Xoay tất cả các góc cho các chị nhìn đấy luôn. Không. À 51 sẽ 38 chị Uyên Trần dự bị đi. Hả? Ừ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Line 2 là 139 nhá. Line 2 139. Line ban lẽ là 149 nhưng mà không may là do mạng. Đấy, do mạng nên em Thảo. Đánh lại giá luôn là 139. Lên tiếp cho em Thảo nhá. A52 này, A52 em có, em Thảo có 35 36 38 này. A52 này. 52 em Thảo có 68, có 568 luôn. 5134. 5134 cho chị Đào Thành này, 5134 cho chị Đào Thành. Hết, em còn mỗi 35 thôi. 51 em còn 35 thôi nhá. 51 em còn 35 chị nào lấy thì comment cho em Thảo nhá. Lên cho em Thảo này. Chị Đào Thành, chị Đào Thành. 5134 chị Đào Thành. 52 này. 52 em Thảo có 568 thôi. 52 em Thảo có 568. 52 em Thảo có 568 dự bị, nếu có. Nếu có thì dồn đơn cho chị nhé. Ok chị Uyên Trần ơi. Chắc chắn rồi ạ, chắc chắn sẽ dồn đơn cho chị rồi. Lên tiếp cho em Thảo nhá. A52 em có 35 36 38 này. 35 36 38. 35 36 38 đôi này cao được 5 phân. Đôi này cao được 5 phân được chưa ạ? Đôi này màu rất tây này. Form 1.5 cho em Thảo nhá. Đằng sau còn ghi chữ Made in Việt Nam, Made in China này. Made in China này. Đấy. Hàng của bên đấy ra. Các chị đảm bảo đi, yên tâm đi. Đi rất là êm chân luôn. Các chị nhìn thấy không? Độ lún này. Đi rất là êm chân luôn. Đấy. Lại còn gót vuông nữa. Đi rất là chắc chân nhá. Chị nào lấy thì comment luôn cho em Thảo nhá. A52 này, em có 568 35 36 38 thôi. 35 36 38 được chưa ạ? Lên tiếp cho em Thảo nhá. A53 này. A53. Em có 35 và 36 này. 53 em có 35 và 36 này. 53 em có 35 và 36. Đôi này cao được 3 phân thôi. Ôi dồi ôi, con lục lặc này. Con lục lặc này. Con lục lặc này. 53. 53 cho em Thảo nhá. 53 này. MA53 này. A53. Em có 35 36 thôi. Em có 35 và 36. A50 35. A50 em không có 35 đâu chị Tuyết Nhung ơi. A50 em có không có 35 đâu, chỉ có 34 và 36 thôi. Dồn đơn hôm qua cho em chị nhá. Chị Linh Duyên ơi, đơn từ ngày hôm qua các bạn gọi chốt chưa? Nếu mà gọi chốt rồi là hàng đi rồi chị yêu nhá. Nếu không dồn được rồi, gọi rồi là hàng đi rồi. Lên cho em nhá. A53 này. 53 em có 35 và 36 thôi. 53 em có 35 và 36, một đôi sạc, một đôi dép hở gót này, hở gót. Một đôi dép một đôi cao gót hở dép. Đôi này cao được 3 phân. Đôi này cao được 3 phân, gót lục lặc. Gót lục lặc. Em có hai size thôi, 35 và 36. Chờ lấy thì comment luôn cho em Thảo nhá. Hàng hàng công ty vẫn còn nguyên được chưa ạ? Hàng công ty vẫn còn nguyên nhá các chị nhá. Nhiều chị bảo bên em là sao không free ship. Em nói thật với cả các chị là tiền ship thì là bên em không có thu của các chị đâu, mà là đều là do bên vận chuyển người ta thu cả. Đều là do vận chuyển người ta thu cả đấy các chị yêu ơi. Các chị các bạn đi ra hàng cũng toàn là kiếm cơm như vậy đấy. Đấy, nhưng còn những cái nơi khác mà các chị mua hàng ấy ạ, không phải cái giá là 139.000 nhưng các chị bán mấy cái giá là các họ mới bán mấy cái giá là 300.000 ý, là người ta đã free ship cho các chị, là người ta đã tính phí ship rồi, người ta đã tính phí ship cho các chị rồi đấy, chứ không phải là không đâu. Đấy, nhà em đã bán như thế này là quá rẻ rồi. 230 là size bao nhiêu? 230 là size 36 chị yêu ơi. 230 là size 36 nhá, tính lên cho em nhá. 225 là 35 này, 230 là size 36 này. Đấy, 235 là size 37, được chưa ạ? A50 size 34, A50 size 34 chị nhím này. A50 size 34 cho chị nhím. Ok chị nhím, chị có đơn rồi nhá. Đấy. Lên tiếp cho em Thảo nhá. A57, A54 này. A54 size 35 thôi. A54 em có size 35 thôi. A54 em có size 35, được chưa ạ? Đôi này một đôi màu pha màu này. Một đôi pha màu để bít gót này. Đấy, cao được 5 phân. Cao được 5 phân được chưa ạ? Cao được 5 phân. Đấy. Rất là đẹp đúng không chị ơi? Đôi này đi mặc cả quần bò cho em Thảo nhá. Kể cả là quần ống rộng. Quần ống rộng màu đen cho em Thảo, được chưa? Áo sơ mi kiểu cũng được. Lên dáng rất là đẹp luôn, tranh xả luôn, vô cùng tranh xả luôn. Hôm nhà em nhá, full bắp full nột đập hộp cho em Thảo nhá. Vẫn còn nguyên luôn các chị yêu ạ. Chị nào lấy thì comment luôn cho em Thảo nhá. Em Thảo chỉ còn size 35 thôi. Chỉ còn size 35 thôi. Thì comment cho em Thảo là A54 size 35 thì em Thảo lên đơn luôn cho các chị nhá. Lên tiếp ạ. A55 này. A55 này.